Anh nhá, nhiều khi là em lên kênh là nhiều khi là nhiều bác bảo là những cái dòng mà đắt tiền mà không không chơi được chim âm thì hôm nay là một cái cơ hội này. À này, con mái nhốt tạm đây thả bỏ đi. Đây. À. Cái đôi này này thì nó là cái chim âm, nhưng mà vì nó có một con nó bị hơi 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 lỗi móng một tí. Em sẽ quay cho các bác để các bác thấy được. Đấy. Chim âm nhưng mà nó hơi lỗi móng. Giá 1 triệu 2 nhưng mà vì nó lỗi thì em để cho các bác có 800 thôi nhá. Bác nào mà nhanh tay nhanh mắt thì sở hữu luôn. Đấy. Đây. Cái ngón của nó đây này. Các bác thấy chưa? Ngón bên này là bình thường nhưng ngón bên này nó hơi hơi thôi. Tuy nhiên là nó bậu cầu là vẫn ôm cầu bình thường, không có lỗi, không vấn đề gì cả, vẫn cân chim và vẫn. Đây em cho lên cầu em cho nó bậu để các bác biết. Đây. Không lên được cầu à? Lên cầu con để cho các bác xem. Chim cò càng bật cái đèn flash thì nó càng sợ. Cái loại này phải lừa nó lên cầu. Đây. Đấy, lên. Lên đi. Rồi, đấy. Này, chân đúng tư thế đây. Đấy, dính đúng con trống luôn. Đây các bạn nhìn nha, cái chân nha. Đấy, dòng này là dòng siêu âm luôn, đồng diều sâu luôn. Tất nhiên bác nào để giống thì cũng không sao cả, nó vẫn sinh sản bình thường. Nhưng nói rõ là có một cái ngón nó như vậy chứ không phải là không nói trước với các bác. Còn các bác nào cái tầm gọi là tầm tiền như thế mà chim âm thì các bác biết là em đăng ở trên kênh thì toàn 1,2 triệu, 1,5 triệu thôi. Đấy, tuy nhiên là em vẫn mở rộng cho anh em một số những cái trường hợp nó. Đây, cái ngón chân của nó đấy. Đấy, nó bậu cầu vẫn bình thường luôn nhá. Nó vẫn bình thường. Đấy, bậu cầu hoàn toàn bình thường luôn. Quay gần để các bác xem. Đây là một, để cho các bác biết là cái chân của nó là như vậy nhá. Dòng này chim âm nhá, em nhốt sang bên dãy bên này là chim rất là quý. Đấy. Đấy. Mã số 64. Đấy. Anh em nên nhớ là đây, 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 đây. Quay cái chân của nó. Đấy, chân của nó như thế. Đấy, cái bên đeo vòng nâu này, đấy nó hơi chắc là lúc bé nó hơi bị bầm dập nên là nó phồng lên một chút.